Mọi người, hiện nay mình đang có mặt tại công viên Thống Nhất có chợ Hoa Xuân. Xin mời các bạn xem video về những loại hoa mà công viên Thống Nhất bán. Đây là loại quất cảnh bonsai. Nhiều cả loại hoa. Nhiều loại hoa rất là lạ. Đỗ quyên này. Cúc, như là cúc đỏ. Thảo, dạ thảo này, cúc, quất cảnh mini. Hoa ly. Toàn cái cảnh mini bonsai. Cơ quan nó có cái dại ở ngoài để chỗ điều hòa ấy. Bỏ ra đấy. Bỏ ra hành lang không? Hành lang là thoải mái rồi. Đây, quất toàn năm nay toàn quất bonsai nhiều. Công viên Thống Nhất bây giờ đã hạ bỏ hàng rào đi, không gian mở. Đây là mai vàng. Đào, bích đào. Rất nhiều.
bạt ngàn là quất. Đào rất là nhiều. Mấy 20 cũng được kéo. 20 là chơi được rồi, cái này chơi qua tầm. Toàn là quất ở đào là nhiều. Để lều những người bán đào quất trông. Công viên bây giờ mở hàng rào, không gian mở rất là rộng. Toàn quất cảnh của Mili được đặt các cái chậu rất là đẹp. Trên là rời, dưới là quất. Này, chợ Hoa Xuân thuộc quận Hai Bà Trưng. Công viên Thống Nhất thuộc quận Hai Bà Trưng.
cây này có giá từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng. Loại này thì dễ chơi, bền lâu. Rất nhiều sự lựa chọn phù hợp túi tiền của nhiều người. Video chợ hoa Tết công viên Thống Nhất đến là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, mọi người ủng hộ cách bấm like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn mọi người các video tiếp theo. Quất đào rất là nhiều.